Xin chào, mỗi ngày hiểu biết thêm một chút. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái gì đó làm bạn thấy ngu đi. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để mở màn, thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện hơi bựa một chút, mong các bạn thông cảm. Câu chuyện xảy ra với một cô gái xinh đẹp, nhà giàu nhưng vẫn ế. Bố mẹ luôn bắt phải đưa người yêu về ra mắt. Để đối phó thì cô quyết định chọn một anh cao to đẹp trai, thuê với giá 4 triệu về giả làm người yêu. Ai ngờ khi về thì bố mẹ cô gái lại quá ưng anh chàng, nên ép hai người tối phải ngủ chung. Khi ngủ thì dù chỉ là giả vờ yêu, nhưng cô gái cũng cảm thấy chàng trai này rất nóng bỏng và hấp dẫn, nên ngỏ lời hỏi chàng trai có muốn đi quá giới hạn không. Nhanh trí chàng trai đáp thêm 2 triệu nữa nhé. Cô gái cảm thấy tủi thân, quay lưng lại khóc. Chàng trai có vẻ hối hận nên bắt đầu âu yếm cô, làm cô càng ngày càng phấn khích. Cơ mà chờ ông này âu yếm đến cả chục phút vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề, cô gái hỏi làm gì mà lâu thế. Thì lại một lần nữa nhanh trí chàng trai đáp thêm 2 triệu nữa nhé. Lần này thì cô gái không thể chịu được nữa, la lên 2 triệu chứ 20 triệu thì ba mày cũng phải chịu. Đây chỉ là một câu chuyện vui nhưng nó lại hoàn toàn có căn cứ khoa học. Cụ thể thì các nhà tâm lý đã tổ chức một cuộc nghiên cứu như thế này. Bắt đầu những người tham gia được hỏi những câu hỏi về ABCXYZ trong trạng thái bình thường thì có vẻ mọi người rất lịch sự và chuẩn mực. Thế nhưng sau khi cho họ xem những đoạn phim, những tấm hình thiếu vải, tức là những người tham gia lúc này đã ở trạng thái phấn khích, thì việc lựa chọn các câu trả lời có phần táo bạo hơn rất nhiều. Nhiều người ở trạng thái phấn khích đã lựa chọn những đáp án như chấp nhận chuyện đó với phụ nữ 50 tuổi, trong khi tuổi những người tham gia là 20, hay sẵn sàng làm cho đối tượng say để thực hiện hành vi, hay chấp nhận ABC không có bao dù chẳng biết người kia có bị HIV hay không. Thậm chí có người còn lựa chọn XYZ với cả động vật. Đó là lý do vì sao chúng ta có rất nhiều trường hợp dính HIV, nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Vì đơn giản, ở trạng thái phấn khích, chúng ta liều hơn rất nhiều. Nhiều người không kiềm chế được bản thân và gây ra hậu quả đáng tiếc. Thế thì câu chuyện này có ý nghĩa gì trong kinh doanh, tác động như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Để có thể khai thác hiện tượng tâm lý này trong đời sống, chúng ta hãy quay lại câu chuyện ban đầu. Các bạn thấy rằng, ông anh đẹp trai đã bán hàng 2 lần. Lần đầu thì không hiệu quả, khách hàng đã từ chối. Tuy nhiên, đến lần thứ 2, sau khi đã kích thích khách hàng một cách đúng nghĩa, đưa khách hàng lên trạng thái phê thì khách hàng đã rất khao khát có được món hàng kia. Lần này, việc bán hàng đã thành công gần như 100%. Chẳng nhẽ chúng ta phải kích thích khách hàng như cách mà các bạn đã nghĩ? Ồ không, chúng ta chỉ cần kích thích kiểu bình thường thôi. Thực tế thì chiến thuật đưa khách hàng vào trạng thái hưng phấn đã được rất nhiều doanh nghiệp khai thác một cách hiệu quả. Một số cách kích thích khách hàng có thể kể đến như: đầu tiên, tạo ra môi trường có khả năng kích thích. Ví dụ ở nhiều showroom bán xe hơi thể thao, TV trong showroom sẽ chiếu về các đoạn phim đua xe hay những thiếu gia chở chân dài bên cạnh. Còn nếu bán xe giá rẻ, họ sẽ chiếu clip về cảnh một gia đình ngồi ô tô ấm áp đi giữa trời mưa, hay một gia đình có con nhỏ vui vẻ cười nói trong chiếc xe mát lạnh trong lành đi trên con đường đầy nắng và bụi. Từ những đoạn clip này, khách hàng sẽ tự hình dung bản thân mình là người trong clip đó. Tim họ dạo dực, họ phấn khích và khao khát có được chiếc xe ngay. Đáng lẽ lúc đầu chỉ đến xem vì đang còn băn khoăn, thì gặp ngay mấy clip này lập tức chốt đơn luôn. Không chỉ chiếu clip, việc mở nhạc, treo ảnh, thậm chí để các đồ vật có liên quan cũng khiến khách hàng liên tưởng đến bản thân mình và rơi vào trạng thái kích thích. Tiếp theo, họ sẽ tư vấn theo kiểu cũng kích thích khách hàng. Nếu để ý, các bạn sẽ thấy những người bán hàng tinh tế, họ sẽ quan sát và phán đoán rất nhiều về nhu cầu, về vấn đề của khách hàng. Từ đó, họ sẽ tư vấn theo hướng giải quyết các vấn đề của khách một cách đẹp như mơ. Dù bạn đã biết trước điều này, nhưng khi người bán hàng nói ra, bạn lại bị đưa vào trạng thái phấn khích. Mà cứ phấn khích là kiểu gì tỷ lệ mua hàng cũng tăng cao. Ví dụ bạn đi mua cái lò vi sóng, người bán hàng thay vì tư vấn về công suất, về thương hiệu, về năm bảo hành, thì họ nói, chị mua cái này tiện lắm, thì đông lạnh bỏ vào 5 phút là giã tan ngay, chứ bình thường chị ngâm trong nước có đến 30 phút cũng chưa hết cứng. Hay nướng đồ cũng tiện, bỏ đồ ăn vào, nước nó chín đều từ trong ra ngoài, thơm nức mà không bị cháy. Em không biết nấu ăn đâu, nhưng dùng lò vi sóng nướng thịt lúc nào cả nhà cũng khen ngon. Vậy là bạn rơi vào trạng thái phấn khích, như vậy thì có ai mà quan tâm đến công suất hay bảo hành nữa, và mua luôn chứ còn chờ gì. Chính vì cái hiệu ứng ngu ngốc này mà chắc chắn rất nhiều bạn đã hào hứng mua một món đồ nhưng về lại bỏ xó. Lúc chúng ta mua thì hí hửng lắm, nhưng mua về dùng vài lần thì hết hứng. Đó là chưa kể, nhiều khi sản phẩm chẳng giống như quảng cáo, chức năng thì đúng vậy nhưng chất lượng thì không ra gì, lỗi liên tục. Thế nhưng tại sao lúc mua chúng ta không tính đến những khuyết điểm này? Vì đơn giản, lúc đó chúng ta đang trong trạng thái phấn khích nên có nghĩ được gì đâu. Để tránh rơi vào tình trạng như vậy,
Chỉ có cách là hãy nhắc bản thân luôn giữ một cái đầu lạnh, cố gắng nghĩ đến những hạn chế hay hậu quả mà quyết định của mình mang lại trong lúc hào hứng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.